Dự án căn hộ Moonlight Avenue với nhiều ưu điểm nổi bật về vị trí tiện ích và thiết kế do Hưng Thịnh Land phát triển. Là dự án thứ 5 thuộc thương hiệu Moonlight và được xây dựng bởi nhà phát triển Hưng Thịnh Land giàu kinh nghiệm, Moonlight Avenue hứa hẹn kế thừa phát huy ưu điểm từ các dự án trước. Kiến tạo không gian sống chất lượng cao, kết nối thuận tiện cho cá nhân, gia đình giữa lòng thành phố mới Thủ Đức. Dự án Moonlight Avenue nằm ngay mặt tiền đường vành đai 2, tiếp giáp xa lộ Hà Nội và cách nhà ga metro Bến Thành Suối Tiên 3 khoảng 5 phút đi bộ. Với vị trí này, cư dân Moonlight Avenue dễ dàng di chuyển về khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và các quận lân cận. Đồng thời, dự án nằm trong khu dân cư kiểu mẫu do Hưng Thịnh Land phát triển, tạo thành cộng đồng năng động, văn minh, hiện đại. Dự án có quy mô gần 9.000 m2, gồm 2 tòa tháp căn hộ cao 25 tầng. Cung cấp ra thị trường hơn 800 sản phẩm với đa dạng loại hình từ studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ đến căn hộ dịch vụ. Các căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu ánh sáng tự nhiên với khoảng kính rộng mở tầm nhìn thoáng hướng về trung tâm. Với mong muốn mang đến cho cư dân cuộc sống tiện nghi, Moonlight Avenue thiết kế chuỗi tiện ích nội khu như công viên cây xanh, vườn dạo, sân chơi trẻ em, khu vườn nướng BBQ, sân thể thao đa năng, hồ bơi, jacuzzi, khu sinh hoạt cộng đồng, khu cà phê, đọc sách, yoga, phòng gym trong nhà trung tâm thương mại. Ngoài ra, cư dân tương lai được tận hưởng tiêu chuẩn sống hiện đại với tiện ích dịch vụ ngoại khu về thương mại, y tế, giáo dục. Tọa lạc vị trí đắc địa tại tâm điểm thành phố Thủ Đức, Moonlight Avenue trở thành điểm sáng, lựa chọn nổi bật về nhà ở tại khu đông, mang đến sự kết nối thuận tiện cho cư dân tương lai. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh thành phố Thủ Đức được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sáng tạo tương tác cao và trung tâm phía đông của thành phố Hồ Chí Minh về kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ, văn hóa, giáo dục đào tạo. Giai đoạn đầu tiên, chủ đầu tư Hưng Thịnh sẽ triển khai mở bán khoảng 500 căn hộ với mức giá 68 triệu trên mét vuông cùng chính sách thanh toán linh hoạt với các ưu đãi chiết khấu. Chi tiết tham khảo tại phần mô tả video, thông tin bất động sản alocanhosg.com tư vấn và phân phối dự án này.